bay thử con ZI-740 này đến hết pin thì thôi. Xem nó bay được thực tế và được bao nhiêu phút anh em nhá. Đây, bấm giờ đồng hồ này. Bắt đầu bay nhá. Phút được cả 10 phút rồi. Dụng đây anh em nhá. Đây. Xem đồng hồ bao nhiêu này. Quay gần lại. 11 phút 58, 12 phút bay liên tục anh em nhá. Rồi bây giờ ra nhặt máy bay đi.
Nó bay được khoảng tầm 12 phút liên tục thì pin nó yếu, nó không lên được nữa anh em nhá. Đấy thì, bình thường thì nhà quản cốt quảng cáo là tầm 15 đến 20 phút. Đấy, nay được thực tế bay luôn anh em nhá. Phải thắc mắc nhá. Anh em cứ bảo 10 bay 10 12 phút nhanh hết. Nói thật anh em này, anh em bay đi để biết thế nào là ngáo cổ nhá. Ok.